Hello mọi người, hôm nay mình làm một clip đi phải có mọi người nhá. Đấy, hôm nay là mình nghỉ rồi, mình nghỉ 3 ngày các bạn ạ. Đấy, giờ mình đi phải có này. Đấy, con vườn nhà mình ghê lắm các bạn ạ. Đấy, giờ mình sẽ review cho anh em xem nhá. Đấy, giờ mình phải 2 máy mọi người nhá. Đấy, cà sơ lắm mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ làm clip để anh em xem cuộc sống của mình nhá. Mình phải là mình phải có ca các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ đi quay cho anh em xem. Đấy, bây giờ cho mình đọc phải nhá mọi người nhá, mình hãy đi xem thử nhá. Có vườn của như mình đây. Đấy, cà phê sâu lắm mọi người ơi. Bây giờ mình phay được tiếng, chưa được tiếng mọi người ạ. Đấy, bây giờ cho mình đang phay này. Bây giờ mình làm clip để anh xem có của mình. Đấy, ghê không mọi người. Ở đây mình nuôi từ mùa mình tưới cà á mọi người. Rất là mạnh nha mọi người nha. Rồi, ghê quá ha. Đấy, thấy không? Đường bò này là chắc nhất làng luôn mọi người ạ. Bây giờ mình đi lấy máy của mình đánh thử nha mọi người nha. Đấy, máy của mình thì ở chung thì cũng phát được mọi người ạ. Đấy, bây giờ là hôm nay thì mình hơi bị sốt mọi người ạ. Đấy, hôm qua mình đi chích mũi 3 mà chích xong là về là mình tắm nước. Bị sốt luôn mọi người ạ, ghê quá. Bây giờ mình không nổi nữa, bây giờ mình đi khai sơ sơ kèm theo với cháu thôi nha mọi người nha. Đấy, bây giờ mình sẽ mày nhá.